Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được trân trọng gửi tới quý khách lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Hôm nay công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai xin được trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế trung đường gỗ cẩm nai vô cùng là đẹp. Bộ này được làm bằng gỗ cẩm nai của Lào. Cái mẫu của bộ trung đường này là một trong những cái mẫu mà người Trung Quốc rất là ưa thích. Ngày xưa thì chỉ làm bằng gỗ cẩm nai và gỗ trác thôi. Bây giờ thì có được bộ này, nó rất là đẹp, trơn tru. Và cái gỗ này gỗ quý, gỗ được bán theo cân. Nó chỉ sau mỗi gỗ trác thôi. Nó vừa quý, vừa chắc chắn, vừa sang trọng, vừa rất là đẹp. Và kích thước của bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế trung đường. Bàn là 1m47, rộng là 1m08 và cao 56 phân. Ghế là 1m và rộng là 70. Sâu cao là 40 và đi văng, đoạn là 2m17 và sâu là 70 và cao 40, đôn là 62 nhân với lại 53 và nhân 62. Bộ này là có một đi văng đôi và một đi văng ba. Đi văng đôi bình thường là sẽ chỉ có, nếu mà 6 món thì chỉ có một ghế và một ghế như y hệt như bên cạnh, nhưng mà bộ này là bộ mà đi văng ba. Đi văng ba và cái ghế thì ghế ghế đôi, ghế một và ghế ba. Cái đoạn cái bàn và cái bộ bàn ghế này sẽ kê vừa các cái gian phòng khoảng tầm 16 18 mét vuông. Thật sự rất là đẹp, tầm 20 mét vuông thì khi mà đặt để vào sẽ sang trọng lịch sự. Nó vừa quý bởi gỗ, vừa quý bởi kiểu dáng, nhưng mà cái mẫu này ấy là một trong những cái mẫu mà có thể nói là mẫu VIP nhất của những người Trung Quốc chọn, các giới quý tộc hay là những cái nhà mà vô cùng là giàu có ở bên Trung Quốc, thì họ đều kê những cái bộ bàn ghế kiểu dáng như này, gọi là bộ trung đường. Nó vừa sang, nó không khác gì cái mẫu tứ trụ của Việt Nam cả. Nó vừa sang nhưng nó vừa đẹp, nó dễ lau chùi và nó hết sức là cẩn thận, bằng gỗ cẩm nai, gỗ cẩm nai của Lào. Mà gỗ cẩm nai của Lào này là bây giờ rất là hiếm hoi, chỉ còn lại ít nào thì có thể sản xuất được ít đấy thôi, chứ còn gỗ gần như là không còn nữa. Và cái gỗ này thì nó có một đặc điểm là nó rất là bền, nó bền mà chắc chắn, vân thì vô cùng là đẹp và dùng mãi không hỏng, càng dùng càng đẹp. Nó như là gỗ chắc ấy, nó vừa quý vừa giá trị, vừa sang trọng nhưng mà lại vừa là đẹp. Cho nên là thường thường những cái mẫu mà vô cùng là đẹp đẽ thì người ta lại không hay đục đẽo nhiều, mà lại chọn các cái kiểu dáng thanh thoát, đơn giản, trơn tru, để vừa để nhà thì quý giá nhưng mà kê vào trong nhà thì nó thấy được cái sự thanh lịch cũng như sự quý tộc, sự sang trọng của bàn ghế. Nó vừa thanh thoát, vừa sang trọng, vừa quý tộc mà rất là VIP. Nên là đây là một trong những kiểu mà mới nhất của năm 2023 công ty Hướng Mai vừa làm xong, nhưng mà nó cũng thể hiện được một cái sự gì đấy rất là đẳng cấp, rất là sang trọng, quý tộc, nhưng mà nhìn vào cảm giác rất là yêu quý. Khi ngồi thì hết sức là dễ chịu, lau chùi thì nó không phải mất thời gian lau chùi, phất một cái là sạch. Nó sẽ rất là hợp với những người có một là được học ở Nhật, hai nữa là những người mà thích tinh giản, cái thứ ba nữa là những người mà có cái sự gì đấy rất là tinh tế, thì đây là một trong cái sự lựa chọn rất là thanh lịch, sang trọng, tạo cho một cái bộ bàn ghế vô cùng là quý tộc, rất là hấp dẫn. Hướng Mai rất là thích những cái mẫu bộ bàn ghế như thế này, và kiểu dáng này thì sẽ phù hợp với lại kê theo chiều dọc như thế này cũng cũng hợp lý, hoặc nếu như mà không có kê theo chiều dọc thì kê theo kiểu hình chữ N, chẳng hạn như là cái bi văng này có thể để sang bên kia thì nó sẽ thành hình một chữ N, mà cũng có thể kê theo hình vuông, bởi vì bộ này nó rất là dễ kê, bởi vì cái thiết kế của nó, chẳng hạn như là đoạn đôi hay là đoạn một hay đoạn ba thì mình kê kiểu gì nó cũng đẹp hết, nó không kén kê. Và Hướng Mai thì thấy là những cái nhà mà nếu mà vuông vắn thẳng phẳng kê cũng đẹp, nhưng mà những cái nhà mà mang hơi hướng quý tộc kê những bộ này cũng rất là sang. Và hôm nay thì Hướng Mai đang trên tay có một bài đọc rất là đẹp, Mối quan hệ nhiệm màu. Bạn hãy tưởng tượng là bạn là người duy nhất trên trái đất và khi ấy bạn sẽ không còn mong muốn gì cả. Việc vẽ tranh có ý nghĩa gì nếu không có ai để nhìn ngắm? Việc viết nhạc có ý nghĩa gì nếu không có ai để lắng nghe? Việc phát minh
có ý nghĩa gì nếu không có ai để sử dụng, sẽ không có lý do để đi du lịch và bất cứ nơi nào cũng sẽ như nhau, đều không có ai ở đó cả, sẽ không có sự thích thú hay niềm vui trong cuộc sống. Chính sự liên lạc và trải nghiệm mà bạn có với những người khác đã mang lại niềm vui, ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Và vì thế, những mối quan hệ là điều ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều nhất. Để có một cuộc sống như mơ ước, điều quan trọng là bạn phải hiểu được các mối quan hệ đang ảnh hưởng đến mình như thế nào trong hiện tại và làm sao để biến chúng trở thành nguồn tạo ra lòng biết ơn và khiến cuộc sống thay đổi một cách kỳ diệu. Cái bộ bàn ghế này cũng là một nơi mà để cho mọi người hàn huyên với nhau, mọi người kết nối những cái mối quan hệ nhiệm màu và trong gia đình thì sẽ bền chặt hơn và mọi người sẽ thực thi các cái lòng biết ơn với nhau và tạo cho được một cái mối kết nối rất là tuyệt vời giữa người thân trong gia đình hay là những người bạn mà lâu ngày thì có thể là phát triển ra được các cái mối quan hệ tốt đẹp ở những cái bộ bàn ghế tốt đẹp như thế này. Hướng Mai thấy là nó rất là tuyệt vời. Hướng Mai giới thiệu với quý khách bộ bàn ghế cũng như là cái lòng biết ơn đối với toàn thể gia đình quý khách. Cái cuốn sách mà Hướng Mai rất là thích đó là Phép Màu. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, gặp được nhiều điều may mắn. Quý khách thấy những cái video của Hướng Mai có hữu ích thì hãy like, comment và chia sẻ. Cũng có thể đến số 1 Đồng Kỵ Hướng Mai Center, gọi điện số 0972 514 668 hoặc 0912 298 044 để có thể được tư vấn trực tiếp. Xin được trân trọng biết ơn toàn thể gia đình quý khách. Xin chào!